Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị tổ chức họp báo, giới thiệu chương trình đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly. Ngày 18 tháng 7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly về hành vi không thực hiện đúng nội dung cuộc họp báo đã được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận. Trước đó, ngày 30 tháng 6 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp giấy chấp thuận họp báo số 619 GCT STTTT với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc Hãy yêu nhau đi của ca sĩ Khánh Ly. Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2022, đơn vị tổ chức họp báo với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc Hãy yêu ngày tới. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng làm việc với đại diện đơn vị tổ chức họp báo và đơn vị này đã xác nhận việc điều chỉnh tên gọi chương trình không đúng theo giấy phép họp báo đã xin phép. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, đây là hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 41 Luật Báo chí năm 2016. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP với mức phạt 4 triệu đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 7, một số phương tiện truyền thông đưa tin Kinh Kỳ Music Foundation chính thức công bố thông tin live show của ca sĩ Khánh Ly với chủ đề 60 năm hát tình ca Hãy yêu ngày tới diễn ra vào ngày 13 tháng 8 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Được biết, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang, đơn vị chủ quản sân khấu Mây Internet, phường 7 Đà Lạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc Gia tài của mẹ không nằm trong danh sách được cấp phép đêm diễn.